We are Trường Hốt right now, man. Can I throw a gang sign? Tiếp theo. Em nữa hả? Em nhớ tiếng là chia sẻ ước mơ của mấy đứa tranh nghề đó, anh nghèo. Ước mơ sau này của mấy đứa là cái gì? Vẽ trên tranh đi cho nó dễ. Ôi, ước mơ hay đấy, ước mơ giống anh nhỏ đấy. Tại tại vì nó ước mơ cái dây thanh nó lạnh lại. Ừ, được. Mấy cái dây thanh nó có một cái băng râu giả nữa. Hay không? Ai cũng có quyền hy vọng và hy vọng sẽ nâng đỡ mọi người đi được xa. Hy vọng sẽ nâng đỡ mọi người hoàn thành được ước mơ của mình và hy vọng vào cuộc sống tốt đẹp hơn. Con muốn sau này sẽ trở thành một nhà báo. Con muốn sau này con được đi vòng quanh thế giới. Này con muốn được bình an, vui vẻ và hạnh phúc. Hả? Đúng rồi, lấy tàu chiến. Lái tàu chiến hả? Tin vô đó rồi, chắc chắn sẽ làm. Ước mơ của em là cái nhà kinh tế. Ở với mẹ với anh hai. Anh hai hả? Ồ. Ước mơ của em là cái gì? Bác sĩ. Bác sĩ? Ước mơ cao cả nha. Cao cả lắm á. Ước mơ của con là được ăn nhiều trái cây và được đi ngắm hoàng hôn và bình minh. Và con ước được làm bác sĩ. Ước mơ của con là một sự bình yên. Nhưng những màu xanh lành là nó biểu tượng cho sự hy vọng. Con ước mơ là người mẫu vì có nhiều tiền để giúp mọi người, tới chăm sóc cha mẹ mình. Thì đây là ước mơ của con, là kiểu đi làm á, cũng được nhiều tiền, cái xong sẽ cầm về cho bố. Rồi, ước mơ của em là gì? Ước mơ của con là trên đường được sắp tới em với mẹ em sẽ có nhiều điều. Và em ước mơ được làm diễn viên. Và em cũng rất là muốn mẹ em hạnh phúc. Em muốn gia đình em hạnh phúc. Và em muốn một chuyến đi gặp ba em. Ok. Căng đảo. Ước mơ của em là được làm cầu thủ đá bóng. Ê, cầu thủ yêu thích của em là ai đấy? Ui, thế em có biết đá bóng đây? Thế chiều cho đá bóng nhanh nha. Các bạn nhỏ cũng có những cái biểu tượng của mình. Ví dụ như Obito là một biểu tượng với các bạn nhỏ về việc sáng tạo, về việc dám dấn thân, về việc dám mơ ước để mang cái tiếng hát của mình đến nhiều các em nhỏ hơn. Feeling down, life is open when you're around. Check out my story.
bây giờ ai muốn tâm sự một cái điều gì đấy cho mọi người nghe. Tiêu cực những thứ ước mơ của anh sắp tới bị che lấp, nó mất đi hết trơn. Anh chấp nhận chuyện đó để anh học tất cả những nghề khác mà có thể giúp anh kiếm được tiền để anh có thể theo âm nhạc bằng mọi giá. Thì khi mà anh theo hát ấy, mà cái thứ duy nhất anh có là cái giọng của anh mà nó mất rồi thì anh không còn cách nào khác. Anh buộc phải học liên tục để sản xuất ra những cái beat cho công cụ tâm. Giờ cho tới lúc thành công thì sự anh vỡ hòa, không nghĩ là anh sẽ làm nhiều tiếng. Quan trọng là em tin em sẽ làm được và em sẽ làm được. Mỗi một em thì đều là những cái câu chuyện về đại dịch. Vừa là một người bố, vừa là một người thầy thì thấy những cái nỗi nhớ của mỗi học trò nó rất là đơn giản. Đơn giản đến mức mà nhớ nhìn thấy đôi dép, nhớ ba. Có những bạn thì muốn được cõng, có những bạn thì được muốn ngồi xe máy để chạy vòng quanh để đỡ nhớ ba mình. Và tất cả điều đó đều làm cho cá nhân tôi với kể cả các thầy cô của trường xúc động, cả trách nhiệm. Và luôn luôn tin rằng mỗi một học trò có những cái yêu thương như vậy thì các bạn sẽ lớn lên rất là tuyệt vời, vì biết yêu thương ba, biết yêu thương mẹ, biết nhớ những cái gì thuộc về quá khứ. Ở các gia đình người ta gọi là cây phải, cây ra phải. Vâng. Đấy, họ vẽ vẽ lên đây gọi là cây. Cây nhân đi thôi, nhân là người, nhưng nhân cũng là nhân lên cho đi. Người ta nhân lên thôi. Cái nhân này là vừa là người này, vừa là apple này, vừa là cho vào này. Thông điệp của cây này, chú mới nghĩ tới cây này, chú vẽ một cái bông, vẽ một cây này. Rồi. Thực tế Hope School đang là một bức tranh đa sắc màu. Tôi nghĩ rằng tôi sẽ là một cái mảng màu phía dưới để cho các học trò của mình được ngồi lên đấy, được đè lên đấy, được nằm lên đấy, được vẽ lên đấy, được tô lên đấy. Những học trò của mình giống như các sắc màu đỏ, xanh, vàng. Và tôi chỉ muốn các mảng màu của học trò mình được bay thật xa. Và ngày nào cũng mong những điều tốt đẹp đến với các em. Và thú vị nhất được sống với các em là không biết ngày mai các em sẽ cho mình cái điều bất ngờ gì.